Mình chia sẻ những cái miếng ổi ruby này là mình đã được ăn nè các bạn. Ổi ruby Đài Loan, ở bên trong thì có một ít hạt. Bây giờ thì mình cắt cái trái ra cho các bạn xem nó như thế nào nha. Đó, thì tùy theo người trồng nữa. Cái quả đầu tiên nếu mình ăn thì cái màu nó đậm hơn á, còn cái quả này mình cắt thì nó lợt hơn, nhưng mà ăn rất là ngon nha các bạn. Bên trong á có vài hạt như vậy nè. Đó, mình á là cái người á không không có thích ăn ổi. Hồi giờ các bạn xem vườn của mình á, mình không có trồng ổi đâu, nhưng mà bây giờ đó là mình được ăn cái trái ổi này đó thì mình rất là thích, cho nên mình mua 2 cây. Bây giờ mình muốn chia lại 1 cây, nếu mà bạn nào thích mình để lại cho 1 cây nhé. Thì cái ổi ruby này á, bên trong nó đỏ như vậy nè các bạn. Có lúc nó đỏ hơn luôn á, mình ăn cái trái trước đó bên trong nó đỏ hơn luôn, mà ăn cái ổi ruby nó rất là ngon, rất là đậm đà luôn, nó có cái vị ngọt đậm đà ngon lắm. Con của mình ăn là nó thích lắm luôn á các bạn. Mình á, ít ăn ổi, là một người không có mê ăn ổi, nhưng mà mình ăn cái trái ổi ruby này rồi đó mình cũng mê luôn, tại vì nó quá là ngon á. Mình thì thái ruby mình chưa có được ăn, thì nhưng mà mình cũng có mua 1 cây rồi, mình trồng rồi, mình sang chậu rồi. Còn bây giờ á, mình cũng có 2 cây ổi ruby, mình muốn để lại 1 cây thôi, mình giữ lại 1 cây để mình trồng. Mình cũng biết chiết mà, sau này mình chiết thêm rồi mình trồng thêm mình ăn. Thì nếu mà bạn nào á mà muốn trồng ổi ruby á, thì mình thấy ổi ruby Đài Loan nên trồng lắm. Cái giá nó cũng phải chăng nữa, rồi cái độ ngon của nó là đặc sắc luôn, mình thấy là quá là ngon luôn á. Đối với mình á, thì các bạn nào mà có những cái cây mà nó nhỏ á, đôi lúc nó chưa có đủ sức cho trái ngon, nhưng mà cái cây mình lớn á, nó đủ sức là cái trái á, nó ngon lắm, tại vì cái giống này mình thấy là rất là ngon luôn. Thì nếu mà bạn nào mà thích trồng ổi đó thì mình thấy nên có 1 cây ruby Đài Loan trong nhà của mình á. Cái giá nó cũng ok, nó không có mắc lắm. Bây giờ là rẻ lắm luôn đó các bạn, chứ hồi trước là ổi trắng Đài Loan không á là cũng đã mắc rồi, huống chi mà nói đến ruby Đài Loan. Nhưng mà bây giờ mình thấy giá cả nó xuống giá đó, cho nên thấy cũng ok lắm, không có còn mắc nữa. Ruby Đài Loan thì ăn mình thấy là ngon lắm. Mình ăn qua ổi á, ruby mà trắng không hột thì mình không có thích, tại vì nó có cái vị chua nhiều, còn cái này nó có cái vị ngọt đậm đà đặc sắc thơm mùi ổi, cho nên mình rất là thích. Mình đã có trong vườn của mình rồi cho nên mình rất là vui. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, mình có cây ổi ruby Đài Loan. Ổi ruby Đài Loan thì thường nó có một ít hạt ở giữa thôi nha các bạn. Thì cái loại ổi này á, ăn rất là ngon, mình rất là thích luôn, cho nên mình mua 2 cây. Bây giờ mình muốn chia bớt lại 1 cây, thì nếu mà bạn nào á mà thích thì mình để lại cho 1 cây này nha. Thì nếu mà bạn nào mà ở San Jose đó mà thích cái cây này thì cho mình biết, tại vì mình có người ghé nhà mình lấy cây á, xong rồi cái mình gửi cho bạn luôn thì rất là tiện cho mình. Tại nhà mình cũng không có gần Phước Lộc Thọ để mang ra xe Đò Hoàng đó, thì tiện thì mình có người lấy thì mình gửi luôn. Cây đang có trái luôn nè, rồi có bông đang đậu trái rất là nhiều luôn. Cây này là cây ruby Đài Loan nha, không phải là Thái đâu nha. Ổi này là ổi ruby Đài Loan. Mỗi lần á mình thấy cây đẹp là mình ham á mình mua. Thì bây giờ đó mình chia bớt lại 1 cây, mình giữ 1 cây thôi để mình sang chậu 25 ga lông đó, để mình lấy trái mình ăn. Cây này cái tàn rất là đẹp nha các bạn, 250 đồng nha. Nếu mà bạn nào á mà ở San Jose mà muốn mua cái cây này thì rất là tiện cho mình, để mình gửi cho bạn, có người ghé nhà lấy á. Ruby Đài Loan đó, mình quay kỹ cho các bạn coi trước khi mình mua nè. Rồi bây giờ đó mình có cái cây này mình cũng muốn bán á các bạn, tại vì nó cũng rất là bự, cây rất là đẹp. Thì mình để sắp xếp lại cái vườn mình để mình sang chậu á, thì cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Nếu mà cô chú nào mà ở San Jose đó mà muốn cái cây này á, thì mình để lại cho là 550 đồng nha.
Đó, mình on sale á, 550 đồng thôi. Cây gốc to lắm. Mà cô chú thấy á, cái cây nó khỏe chưa? Nó tốt lắm. À, trên cây đang có trái. Măng cầu này là măng cầu Úc nha. Đó, cái gốc to lắm nè. Gốc to chưa? Gốc rất là đẹp luôn. Đó, cành nhánh trong rất là mập, rất là khỏe luôn. Mình để lại 550 đồng thôi. Cái chậu của mình bự lắm, đất đó mình cho đầy u lên luôn á. Đó, có trái nè. Cây này khỏe lắm cho nên mình để lại cho cô chú nào mê trồng cây mà muốn có trái ăn liền đó. Đó, thì mình để lại cây này cho luôn. Mình cây này á, mình để lại cho bạn nào ở San Jose nha, tại vì á, có người người ta đến chở mình tiện á, chứ còn nếu mà bán ở đây á, mình không có chở đi được đâu. Cho nên mình bán cây này cho các bạn nào ở San Jose nhé. Tại có người đến pick up á, người ta có cái xe á, người ta nâng nó lên á, chứ mình không có mang cái cây này đi được, tại vì nó nặng lắm, nó bự lắm, không thể nào mang đi được. Cây rất là đẹp luôn, 550 đồng thôi. Đó, cô chú nào mà ở San Jose mà. Đây là cây măng cầu Lisa của mình có 3 cây thì mình cũng quay luôn cho nếu mà bà nào ở San Jose mà thích á thì mình để lại cho luôn nha. Bà nào ở đây cũng được nha, tại vì chậu này 15 gallon thì mình có thể mình chở đi được. Nếu bà nào mà ở dưới Garden Grove đó mà muốn mua đó thì cũng ok. Tại vì 15 gallon thì mình chở đi được. Nhưng mà nếu bà nào mà ở San Jose đó mà muốn mua thì mình có xe họ tới nhà họ mình họ pick up á, thì rất là tiện cho mình. Đó, 180 đồng một cây nha. Cây của mình rất là nhiều rễ, gốc to đẹp. Thì qua năm sau là có trái, sẵn sàng có trái rồi. Tại vì năm nay mình không có để trái để cho cái gốc nó bự á, cái thân nó lớn á. À, năm sau là cho trái rồi. Măng cầu Lisa thì ăn rất là ngon. Đó. Cây của mình rất là lớn, rất là đẹp. Dưới bộ rễ đó nhiều rễ lắm. Cho nên mình để lại cho nha. Bà nào mà muốn mua những cây này cho mình biết liền nha, tại vì á, cái người chợ cây á, người ta nói á, thứ bảy á, người ta đến chợ cây, cho nên á, mình làm gấp cái video này để cho cô chú anh chị và các bạn nào ở San Jose mà muốn mua cây á thì cho mình biết. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Có mấy cây thôi. Số phone thì mình sẽ để bên dưới cái comment nha các bạn. Mình có mấy cây chia sẻ lại để cho vườn nó rộng, để mình có chỗ mình sang chậu cho những cái cây nhỏ của mình nhé. Bye!